Mọi người đã đến với kênh YouTube của Tân OK Sài Gòn nha mọi người đấy. Thì bây giờ em sẽ đi nấu ăn nha mấy anh chị. Thì nấu ăn bây giờ em nấu em đã không đồ ăn chín xong thì tối nay em sẽ thử thách ăn cơm đấy nha mấy anh chị. Thì em ăn thử thách ăn cơm nha mấy anh chị. Để em lấy cái này em đi ra trước các anh chị. Đây là bí nha mấy anh chị. Bây giờ em sẽ đi để trước. Thôi ta cứ bước chẳng sợ ai chê, đâm vào khuya trượt ngoài chờ lê thê, dù cho bao sóng gió hay nhớ nụ cười bê món quà. La 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 la. Đây là học sinh nha mấy anh chị, học sinh bữa nay xuống ăn cơm nha mấy anh chị. Đây là học sinh chạy bàn nha mấy anh chị. Bây giờ em đi đặt máy quay rồi xong em ăn cơm nha mấy anh chị. Thì bây giờ em đã đặt máy quay xong nha mấy anh chị. Bây giờ em ăn cơm nha mấy anh chị. Em bữa nay em ăn cơm với lại cá sấu kho nữa rồi mấy anh chị. Ngày nào em cũng muốn được ăn cá sấu kho đó. Bởi vì em khùng khùng điên điên á mấy anh chị. Đấy, cái này là cá sấu nha mấy anh chị. Cá sấu này nó giống cá lóc gì á mấy anh chị. Mấy anh chị coi cá sấu cá lóc sao nào giống anh chị đó mấy anh chị. Thì ăn thịt cá sấu cá lóc cũng giống nhau mấy anh chị. Mà cá này em nhìn nó tưởng cá lóc không anh chị, nhưng mà nó là cá sấu nha mấy anh chị. Bây giờ em đã ăn cơm xong nha mấy chị. Để em chén ăn thịt cá sấu cho hết cá mấy chị. Thịt cá sấu nhiều quá, nguyên thao luôn mấy chị. Thao này cỡ 2-3 tấn đó mấy chị. Cái này là cái đuôi cá sấu nha mấy chị. Mấy chị nhìn cho kỹ nha, cái này đuôi cá sấu không phải đuôi cá lóc đâu nha mấy chị. Đưa cá sấu không phải đưa cá lóc đâu, đưa cá sấu. Sợ làm sao để quên tháng năm đó, in sầu vào trong tim. Mặc dù trời vừa y đã bỏ quên những nỗi sầu. Trường mấy chị. Cái này là cái chân của em nha mấy anh chị. Còn cái này là cái tay của em nha mấy anh chị. Ăn cơm ngon mấy anh chị. Kiểu nay em ăn cơm với lại là cá sấu. Ăn cơm với cá sấu rồi mấy anh chị. Ngon. Cá sấu này thịt nó ngon lắm anh chị. Thịt nó giống cá lóc vậy anh chị. Không có em ăn nãy giờ có lấy thịt có ăn rồi dính xương luôn. Thank you.
Thì bây giờ em đã ăn cơm xong nha mấy anh chị. Thì em sẽ xin kết thúc video ăn cơm tại đây nha mấy anh chị. Thì anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho em nha mấy anh chị. Ok, bye bye mấy anh chị nha.